Ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini world mới của mình cùng với đại gia đình Hero Team. Ta-da! Yeah! Ok anh em ơi, thì hôm nay nè, mấy bạn thấy nè, kế bên cạnh mình là đang có là Kairon TV nè, Mèo Simmy, Kamui, Sammy và anh Mr. Dịch mấy bạn ơi. Đó, đó có rất là nhiều thành viên của Hero Team luôn. Thì hôm nay nè, mình đã mời các thành viên của Hero Team vào trong đây quay mini world cùng với mình ở đây. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ đó subscribe đăng kiếm hộ cho kênh YouTube của mình. Đó, và cũng đừng quên là qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team đăng kiếm hộ cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ bắt đầu review về con map này nha. Ok ok. Thì đây các bạn xem đây, hiện tại là mình đang đứng ở trong một cái căn phòng các bạn ơi. Nhưng thật ra cái này không phải là một căn phòng bình thường đâu, mà cái này là một cái nhà tù anh em ơi. Nghe hấp dẫn chưa? Cái này là nhà tù nha. Đây mình sẽ cho các bạn xem đây. Đây. Nhìn nè, đây. Bạn thấy gì không? Ủa dịch cái dịch làm gì vậy? Dịch đang bay, dịch đang bay bạn ơi. Đây bạn nhìn nè, đây. Xin giới thiệu các bạn, đây chính là những anh da đen khiên hòm rất là hot trên TikTok luôn bạn ơi. Đó, thấy không? Là mấy anh da đen đang đứng nhảy này không? Đó, nhảy tưng luôn là đó, cực kỳ đỉnh cao luôn nha. Đó, thì hôm nay mình với lại mọi người đang ở trong một con map có tên là map nhà tù bằng đất của anh da đen khinh hồn mấy bạn ơi. Đó, nghe hấp dẫn chưa, hấp dẫn chưa? Đấy bạn xem nè, chúng ta đang ở trong một cái nhà tù bạn ơi. Và ôi trời, mọi người ơi, mọi người nhìn ở trên nóc nhà kìa. Ôi, trời ơi quá, quá. Ủa, trời nhện luôn vậy? Con này là con nhện đó ông. Dễ thương. Ủa, dạ? Con này là con nhện đó. Ôi mấy bạn, mấy con nhện kinh khủng quá bạn ơi. Đó bạn thấy không, cái nhà tù này chính là nhà tù của mấy anh da đen ấy. Cho nên nhà tù này rất là gọi là nguy hiểm luôn nha. Ở thì hôm nay mình sẽ cùng với cái hành vi của Hero Team, bọn mình sẽ cùng nhau vượt ngục trốn khỏi cái nhà tù này nha anh em. Ok rồi, bắt đầu thôi nào. 1, 2, 3 let's go, đi thôi. Rồi ok ok mọi người ơi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vượt qua cái ngục đầu tiên nha. Ủa, ủa gì vậy? Ủa gì vậy Simmy? Ở sao nhà... đang khóc nức nở. Sợ quá nha, sao ông dẫn tôi tới chỗ này vậy? Không biết tôi sợ nhện ba hả? Trời ơi, mấy con nhện này là nhện trong game mà, có gì đâu sợ. Yên tâm đi, Phong sẽ bảo vệ cho Sam. Sam cứ yên tâm nha, Phong sẽ luôn luôn bên cạnh bảo vệ cho Sam. Đó, còn anh dịch thì cho anh dịch chết cũng được, đó, không sao hết. Ok. Rồi ok, để mình xem coi. Thì đầu tiên chúng ta cần phải gọi là tiêu diệt những con nhện này các bạn ơi. Các bạn xem nè, mình nghĩ rằng là màn 1 chúng ta phải tiêu diệt những con nhện này á. Để mình xem có gì hỗ trợ không nha. Ở đây nó có cái rương nè, để xem coi. Ui, trong cái rương này nó có cung nè các bạn ơi. Wow, cung như mũi tên nè. Mọi người, qua đây. Dịch đâu rồi? Qua đây lụm. Ui, mọi người ơi, em nói mọi người nghe nè. Mọi người có để ý không? Ui, một con nhện nó rơi xuống kìa. Giết nó. Sim chạy đi. Mày hả mày? Trời ơi. Ôi may ghê, xém nữa là nó giết Sim luôn rồi. Ok, để mình xem coi. Bây giờ chúng ta cùng nhau tiêu diệt mấy con nhện này thôi anh em ơi. Đó, bắn vào nó nào. Mày hả? Ủa gì vậy? Có sao chết bị đuổi rồi, rồi xuống dưới kìa. Mày hả nhện? Ui. Ấy da, mày hả mày? Chết đi. Ok, em giết được nó rồi. Ok rồi, còn tiếp theo nè. Mày hả mày? Mày. Ê! Dịch ơi! Con nhện nó bu vô mặt em, Dịch ơi, con nhện nó bu vô mặt em. Giết nó, em lên. Bắn nó đi mọi người, bắn nó. Ây da, trời, nó cắn em. Ây da, mày hả con nhện? Trời. Trời ơi. Mày bu vô mặt trời ơi, may quá bạn ơi. Con nhện nó bu vô mặt mình, xém nữa là nó hút máu mình luôn rồi bạn ơi. Chết thiệt chứ. Ok, mấy con nhện này láo thiệt. Giết nó. Mày hả mày? Mày nè. Mày hả nhện? Mọi người cẩn thận nha. Sao ơi, cứu tôi. Ơi, một con bu vô mặt xíu kìa. Nó cứ rớt xuống. Dịch, ây da. Nó rơi lên mặt em nè. Rơi. Trời ơi, nhiều quá. Cứu em chứ. Bỏ ra. Ê, okay. Quýnh nó. Nó bu mặt em rồi, xong dịch cũng có một con bu lên kìa. Ok. Ui, nhiều vậy. Khoan từ, không sao, chúng ta cứ giết từ đi mọi người, không sao. Ôi, mấy con này nguy hiểm quá. Mấy con này hoài mà nó không rơi rớt ra cái gì đâu Phong. Em cũng không biết nữa, em nghĩ rằng mình phải giết hết luôn hay sao á. Ơ, nhưng mà khoan, từ để em xem coi. Hình như là trong mấy con nhện này nó có một cái con to, ơi là to rồi. Dịch. Mọi người qua đây. À, mọi người xem nè. Nhện đít bự. Tào lao, người ta gọi là nhện bự chứ ai kêu nhện đít bự. Nè mọi người coi nè, bên đây nè. Nhện đít bự kia, đây bây giờ anh thử chọc nó nè. Mày bây giờ chúng ta thử bắn đi mọi người, bắn đó. Mày hả mày? Mày nè, mày xuống đây, ngon này, mày ngon này, mày xuống đây. Mày hả con nhện? Mọi người bây giờ tập trung bắn nhện ta nhận. Ui. Ha.
nó rơi ra kim cương nè. Ui vậy là được rồi, được rồi, thôi rồi, tao tha cho tụi mày nha. Ok thôi dịch ơi, chạy chạy dịch ơi, mấy con này nguy hiểm quá. Chạy nó. Cái này gì nó không tha mình thì sao á? Đúng rồi, nó không tha mình đâu. À, tao tha tụi mày nha, tao không giết tụi mày, tao tha tụi mày á, chứ không phải là tao sợ mày đâu nha. Ok. Mày xuống tao khiêng hòm mày luôn nè. Ok, mày xuống đây tao khiêng hòm mày luôn á. Ok rồi. Chế được cần gạt nè dịch ơi. Thôi mọi người chạy nhanh, em sợ cái map này quá. chạy nhanh. Ok. Ơi khoan, khoan mọi người. Em để ý á. Rồi Sammy bên đó luôn nha, Sammy bên đó. Rồi chưa ra đi, chưa ra. Ok. Ok, qua màn tiếp theo nào. Ui trời. Mọi người ơi, mọi người qua đây, qua đây mọi người, qua đây, qua đây. Qua đây mọi người ơi. Ui bên đây mọi người nhìn nè. Em thấy ở trên đây nè nó có mấy con gì nhìn y hệt mấy cái bộ xương luôn nè mọi người ơi. Nó đứng trên đây nè. Ôi. Khoan khoan mọi người bình tĩnh, mọi người bình tĩnh. Đợi em xíu. Bây giờ em sẽ lại gần em hỏi thăm bọn nó coi bọn nó biết em là ai không nha. Chắc bọn nó cũng coi YouTube, chắc bọn nó cũng biết em là ai á. Ok để em lại gần nữa coi. Hello mọi người. Ui. Trời. Mấy con này nó bắn mình mấy bạn ơi. Trời ơi mọi người ơi, mấy con này nó biết bắn tung mấy bạn ơi. Trời nó bắn mình nè. Trời ơi mình còn có 70 máu rồi. Trời mọi người ơi, mấy con này là con ác đó. Thôi tiêu diệt bọn nó đi anh em. Tiêu diệt. Ok. Để em. Bắn mày nè. Ok. Bắn mày nè. Ui. Mấy con này nó bắn tung giỏi mọi người ơi. Ui. Mọi người. Bên đây em thấy có một con to đùng nó nằm ở trên đây luôn nè. Từ từ cái con to mình giết sau mọi người. Bây giờ mình giết mấy con nhỏ nhỏ trước đi. Mày bắn tao hả? Nói biết trước nha, anh em hero team bọn tao là Superman đó, cho nên là bắn cung giỏi lắm. Ủa, Superman có bắn cung đâu ta? À quên nhầm. Thôi kệ đi, cứ bắn đi. Mày bắn tơ. Mày ơi, Superman nó bắn tơ gì? Người ta là người nhện nó bắn tơ ông ơi. Ok. Mày hả mày? YouTuber giờ còn bắn tơ là người nhện. Bắn đó. Mày hả mày? Còn một con bên đây, còn một con duy nhất bên đây. Mày hả mày? Mày. Ê, rồi xong nó giết em vậy đây. Sao xem mày dám giết anh em tao mà chết. Trời ơi, rồi xong. Chết queo em luôn rồi. Hay trời, nó giết em chết rồi. Trời ơi, vãi nồi thiệt. Ơi mọi người ơi, bây giờ chỉ còn có một con to siêu to khổng lồ nằm ở giữa nè. Bây giờ chúng ta bắn nó đi anh em. Ok, để em xử nó cho. Okay, mày ơi. Bắn nó. Anh em tập trung bắn nó. Mày hả mày? Rồi ok. Ui nó chết rồi, nó chết rồi. Ơi mà khoan mọi người ơi, bọn mình giết hết cái đống gọi là người xương này rồi mà sao bọn nó vẫn chưa rơi ra kim cương cho mình qua ta? Coi vậy. Cái này lạ nha. Ơi khoan, hay là kim cương nó bị kẹt ở trên kia rồi. Dịch anh thử anh bắt cua anh leo lên anh lượm thử coi. Hey, vịt không biết bơi nhưng mà vịt biết bay ghê chưa. Trời ơi, bắt cua đỉnh cao ta. Có gì? À cần gạt hả? Rồi ok, có cần gạt rồi bạn ơi. Trời ơi màn 2 siêu dễ. Ok coi rồi mở cửa ra coi. Mở cửa ra nè, rồi coi màn tiếp theo. Khoan từ. Em để ý từ nãy giờ bên đây nó có mấy cái kính nè mọi người. Hình như mấy kính này để mà bọn mình nhìn qua bên kia sao á, để xem coi. Ui mọi người ơi, mọi người coi kìa. Em nhìn ở bên đây em thấy có mấy con gát nó bay kìa mọi người ơi. Trời ơi. Ui kì. Giống cô vậy. Ừ, em thấy nó giống mấy cái con ma anh. Trời ok rồi, bây giờ mình mở cửa ra mình qua thử nha. Ê mà khoan. Ở đây mình thấy có cái rương nè bạn ơi, để mình mở cửa cái rương. Ui, mọi người qua đây coi nè. Bên đây có kiếm nè mọi người. Wow! Kiếm Minecraft mọi người ơi. Đâu dịch anh thử cầm cái kiếm cho em xem coi. Cầm coi. Ồ, mấy bạn coi nè, cái kiếm Minecraft nữa bạn ơi. Xịn vãi. Ok rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau qua bên kia để giết mấy con quái của cái màn ngục tiếp theo nha. Ok. Rồi, anh em đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi đúng không? Ok, mở cửa ra. Hey, rồi, chạy qua thôi. Okay. Trời ơi, mọi người qua. Cái gì vậy? Trời ơi, mở cửa ra, bọn nó quýnh em nè. Trời ơi. Trời ơi, mọi người ơi. Cái anh dịch này chơi kỳ quá, tự nhiên mình chạy qua cái anh dịch đóng cửa lại nhốt mình ở đây. Vãi nồi thiệt anh dịch này. Ok. Rồi ơi trời. Ui, có viên kim cương nè. Ok, được một viên kim cương rồi đó bạn ơi. Rồi, bây giờ chúng ta này lắm nha Phong ơi. Hả? Mấy con này hả? Mấy con này em chỉ nè, mọi người đừng có quýnh vô cái đầu của nó. Mọi người hãy quýnh vô cái tu của nó, cái tu của nó mới mình mới quýnh được hiểu không? Đó, mày hả mày? Được một kim cương nè. Ơi, em cũng lượm được một viên kim cương đó nè. Rồi, là ba viên kim cương đủ luôn. Rồi, mình giết hết mấy con này đi mọi người. Mày hả mày? Chết đi. Ok, còn con nào không? Còn nè. Mình lấy cung mình bắn mọi người. Mình lấy cung mình bắn. Mày hả? Chết rồi. Ok, chết luôn rồi nè. Ui nhiều thế. Nhiều quá trời ơi. Trời ơi. Nhiều quá chú luôn. Ô Phong ơi, tranh thủ anh đem cho Phong chế tạo đi. Anh em chạy qua thôi. Ok ok rồi, để em đem. Rồi em chế tạo, em chế tạo thêm nè. Ok. Rồi chế tạo nè. Rồi ok có cần gạt nè, nhưng mà khoan từ. Giết hết đi. Không sao, mình cứ giết hết bọn nó đi để coi bọn nó có rơi thêm cái vũ khí gì không trời. Xem thử coi. Ok. Mày này. Ui. Chết đi. Mấy con gát này nó to mọi người. Nó to hay là to luôn mà nó bay tuốt trên cao à. Rồi xong. Ui sao dịch bay lên vậy? Anh dịch chết queo các bạn ơi. Rồi xong, nhạc nổi lên.
Rồi ok, anh Dịch đã bị bắn chết bạn ơi. Anh Dịch xui thật sự. Ok, với nó mày hả cho gách. Ôi trời, con này nó bay cao quá. Hả, gì chị? Có một con chơi ăn gian, chúng nó đi luôn vào cửa nè. À, con này mày tính trốn hả mày? À, con này tính trốn hả chị, để em giết đó. Mày tính trốn hả mày? Rồi ok, rồi giết được rồi ha. Rồi, ui sao còn nhiều kim cương vậy? Lụm thêm mọi người, lụm thêm. Ui, em lượm được thêm kim cương nữa nè. Trời ơi, nhiều vãi. Rồi ok, bây giờ chúng ta cùng nhau qua bên cái ngục tiếp theo nha. Ok, để xem coi. Trời ơi, sao mà bên đây quá trời creeper luôn bạn ơi. Bạn coi kìa, trời ơi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100, 1 ngàn, 1 tỷ. Trời ơi, nhiều quá vậy. Nhiều creeper quá, mọi người ơi. Ủa, mọi người đâu vậy? Ủa, gì vậy? Bye bye. Không nghe vô không nhiều. Bye bye, đi thôi. Ủa, gì vậy? Ủa, cái gì vậy? Tự nhiên mọi người bỏ tôi ở đây lại một mình sao vậy? Anh nói em nghe nè, một con creeper nổ ra đủ banh khác rồi mà em đếm một tỷ con creeper đấy. Ừ ha, đúng rồi. Thường thường là mấy con creeper là nó sẽ phát nổ. Trời ơi, nói mà khoan, bọn mình đang trong mini world mà chứ có phải là Minecraft đâu mà sợ anh. Nhiều khi mấy con creeper này nó không biết nổ đâu. Anh coi em nè, bây giờ em sẽ qua em test thử cho mọi người xem nè. Ok. Ừ, phóng test đi. Rồi mọi người đóng cửa lại. Đóng cửa lại. Đúng rồi. Xem đúng em nè. Đúng rồi. À, đâu creeper đâu, để em test cho mọi người xem nè. Mấy con creeper nó làm sao mà nổ được? Coi nè. À đây có con này, em quấn nó thử nha. Đây, nắm con. Có cứu không? Chủ nó nổ thiệt mọi người, qua đây. Qua đây mọi người. Trời ơi, mấy con creeper này nó biết nổ mọi người ơi. Em đã quá khinh thường người khác rồi, không được. Trời ơi. Ui mấy bạn ơi, bạn coi kìa. Nguyên một rừng creeper luôn. Trời ơi. Kinh khủng. Ok. Để em sẽ phụ anh. Ui nó nổ. Trời ơi mấy con này nổ kinh quá. Mày Rồi sao? Ui nổ. Ui trời ơi mấy con này nổ kinh quá bạn ơi. Quýnh. Xong rồi. Xong lên anh em. Mày. Trời má, em nó không thấm luôn Phong. Lấy tên mà nó đi. Trời rồi xong nó nổ em chết queo luôn rồi. Trời ơi trời, ok. Hồi sinh, chạy qua lại. Cố lên mọi người ơi, cố lên. Trời mấy con này. Ây da trời, nó nổ em tiếp nè. Ui. Ây da trời, nó lại nổ nó rồi. Trời mấy con này. Mày rồi ok. Gần chết hết chưa mọi người? Ui, mọi người cũng dí được nhiều quá ta. Dí nó, mày. Ok, chết rồi nè. Ui, nó nổ rồi kìa. Ôi, trời ơi. Ây, trời mấy bạn ơi. Giết từ nãy giờ mới giết được hết mấy con creeper nè bạn ơi. Mấy con này nó kinh khủng thiệt chứ. Ôi, quá trời creeper luôn. Vậy mà hero team của mình cũng giết được hết. Trời ơi, thật là mạnh mẽ. Ok. Rồi, bây giờ để xem coi. Ôi, màn tiếp theo là gì đây? Em sợ quá. Để coi. Ủa, chỗ này nó không có cửa sổ hả? Không cửa sổ rồi. Ok, không sao. Bây giờ em sẽ vào đây nè. Em chế chúng ta gọi là một cái cần gạt nha. Đó, chế tạo cần gạt nè. Sáu đem qua đây. Ok, manh da đen vẫn đứng đây nhảy rất là bình thường các bạn ơi. Vẫn đứng nhảy tưng vậy đó, không hề quan tâm đến bọn mình luôn. Trời ơi trời. Ok đâu, rồi. Em không tin là anh đang nhìn thấy cái gì đâu. Thật quá nhìn đi. Đâu, để em xem coi. Mở cửa nè. Chưa qua. Ồ. Ê, cái gì đây? Ôi, rồi xong. Trời ơi, chỗ này là hố bom anh em ơi. Cứu em vậy. Cứu em mọi người ơi. Dưới đây nhiều creeper quá. Nhiều creeper quá. Tự sát đi Phong ơi. Trời ơi, anh em ơi, toan mình rồi. Mình rơi xuống cái hố này creeper luôn. Trời ơi. Không sao, rồi xong. Mới vừa nói không sao, em chết queo luôn. Trời ơi, bạn ơi. Mấy bạn ơi, chết mình rồi bạn ơi. Creeper nổ banh xác luôn rồi. Hey, trời, thôi đừng giỡn đâu mọi người, giỡn hoài là chết hoài luôn á, để mình xem coi. Ủa gì vậy Sam? Sao đang ngồi lên con gì vậy? Ủa? Đây hồi là ngồi đây là bên trong con xì lam luôn á Phong. Hả? Con này là con gì? Đâu, tôi mượn coi. Ui. Đó. Con này là con xì lam hả? Ôi, tôi ngồi thử coi. Ui. Ôi mấy bạn ơi, mấy bạn coi mình nè, mình đang ngồi với con xì lam nữa bạn ơi. Coi nó nhảy cao không nha. Ui. Nó cũng nhảy cao ghê luôn á. Trời ơi. Ơi mọi người nhìn có giống y hệt như là tôi đang bị con xịt lam nó nuốt vô trong bụng á. Nhìn y hệt luôn á, y chang luôn á mọi người. Ok rồi, bây giờ để mình xem coi. Bây giờ chúng ta sẽ làm cách nào để vượt qua được này ta, hay là nó cũng giống như những con map trước là chúng ta phải leo lên con này sau chúng ta nhảy qua kia ta. Ok thôi được rồi, bây giờ mọi người một con xịt lam đi. Mọi người lụm đi. Ok rồi, giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhảy qua bên kia thử nha. Ok để mình thử nè. Ôi, ok. Wow. Hình như là mọi người ai cũng biết cách nhảy hết được đúng không? Đó, mọi người cứ nhảy theo tôi là được. Đó, ok qua rồi nè. Rồi, wow, tiếp nha. Giỏi nha. Hey, tính ra mình nhảy này dễ mà Sim, cố lên. Từ từ là được thôi. Hey. Đó, đúng rồi. Mọi người cứ nhảy qua là được à. Hey. Thứ tự lần lượt mọi người. Qua chưa? Rồi, em qua nè. Em quên rồi đó. Đi ăn nào.
Hả? Đâu? Dịch đâu? À, vì đâu? Dịch đâu? Dịch rồi xong. Dịch rơi xuống dưới luôn. Đâu đâu, bây giờ anh thử anh dùng con slime anh nhảy lên coi dịch biết đâu anh lên được sao. Cố lên. Ok, cố lên. Ta. Thử đi, nhảy dậy từng cái là lên được à. Cố lên. Hey. Rồi. Hey. Ui, cao nó cũng cao cao rồi nè. Ôi nó cũng cao cao rồi nè. Cố lên. Hả cao khá cao. Ừ nó cũng cao cao rồi nè. Cố lên. Ôi sắp tới rồi, cố lên. Ui. Ủa, hình như nó không lên được anh ơi, nó bị kẹt lại rồi. Hey. Ôi. Wow, ghê nha. Ghê, ok. Ghê. Rồi. Tới lượt Simmy nè. Ôi Simmy từ nãy giờ vẫn còn tưng vậy. Qua đi Sim. Okay. Ok. Rồi tiếp. Qua wow, nhảy qua luôn cho nhanh. Ok. Rồi ok. Rồi, ok anh em ơi, thì trong lần này là team của mình ai cũng qua được hết, không có bị rơi xuống như là lần trước anh em ơi. Ok. Rồi, để mình xem coi màn tiếp theo là gì nha. Có cái cửa sổ đây nè, để xem coi. Ui. Trời ơi mọi người ơi, ủa sao từ nãy giờ em để ý nha. Cái map này là map của mấy anh da đen mà sao em để ý là từ nãy giờ toàn thấy mấy con nhân vật ở trong Minecraft không vậy mọi người? Kỳ vậy. Bên đây là Jimmy nè. Ôi, hồi nãy bên kia là con Creeper, bên kia nữa là con Gat, bên đây thì là con Slam, còn bên đây thì lại là con zombie mọi người ơi. Trời ơi trời. Ok, rồi. Mọi người có kiếm rồi phải không? Có kiếm chưa? Rồi. Có rồi đúng không? Rồi, ok, bây giờ em sẽ mở cửa ra nha, rồi chúng ta cùng nhau qua tiêu diệt mấy con zombie nha. Ôi, anh da đen vẫn tiếp tục đứng ở đây nhảy mà anh ấy không hề quan tâm đến chúng ta mọi người ạ. Ok. Rồi, mở cửa ra. Anh em đã sẵn sàng chưa? Rồi. Sẵn sàng rồi đúng không? 1 2 3, dịch chạy qua trước đi anh, chạy qua trước đi. Rồi, đóng cửa lại. Anh em tôi đâu? Ủa, anh em rồi. Anh em bên đây hết rồi. Thằng hai vụ, tao kêu anh em lên mà anh em xuống chơi gì kỳ vậy? Nhắc vậy? Gì đâu kỳ, trời, tính ra là anh lớn là anh phải chạy qua trước chứ, cho zombie nó cắn anh trước chứ. Vô gì? Rồi, cắn nó rồi này, rồi tính sao? Ok. Làm anh thật khó đấy. Đúng rồi, làm anh phải khó, phải đâu chuyện đùa gì đó. Ok rồi. Bây giờ mở cửa ra để 1 2 3 chạy vô nha mọi người. Lần này là không có đi lẻ nữa nha. Ok. 1 2 3 chạy vô. Ui. Ê, ê. Ui, trời ơi mọi người coi nè. Lưu điểm hồi sinh mọi người ơi, lưu điểm. Ui. Đúng rồi. Lưu điểm hồi sinh. À, cho tôi lưu điểm hồi sinh cái. Trời ơi. Có con zombie siêu to khổng lồ kìa mọi người ơi. Ui. Rồi xong chết kia tôi luôn. Trời ơi mọi người để ý cái mấy con zombie này nó đang dí theo anh dịch, hình như bọn nó đang thèm ăn dịch quay mọi người ơi. Cho nên nó đang dí theo dịch không? Gì anh? Zombie bự nữa rồi, hút Simmy rồi. Cái gì? Ôi, Simmy đang bị con zombie bự dí các bạn ơi, chắc là do Simmy dễ thương quá. 1 2 1 2. Đúng rồi, đi thôi em chị ơi. Đúng rồi. Dịch ơi, em nói anh nghe nè, con zombie bự này nó nhìn nó to siêu to vậy mà sao nó đi chậm quá anh coi kìa. Nó đi chậm rì. Đi chậm rì luôn á. Rồi okay, hồi dí cái luôn. Mày hả? Zombie to hả mày? Ok mọi người phụ em quýnh coi, sao mọi người đứng im nhìn vậy? Mày hả? Trời ơi, cái gì tào lao nhào vô quýnh phụ em đứng ra nhìn. Ok, mày hả mày? Ok, phong bà đã quýnh phụ của zombie để chắc anh. Rồi xong, sao ủa sao? Sao em quýnh chúng dịch luôn vậy? Ok rồi. Mày đâu luôn nè. Lượm kim cương. Ok, em được 3 viên kim cương nè. Rồi ok, để mở cửa tiếp theo nha. Rồi mở cửa nè. Mở cửa nhanh lên Phong ơi, mở cửa nhanh lên, bên này toàn ngọc trinh. Trời. Ui. Chân cài đến nách này. Con gì cao quá vậy? Ui từ đâu đem em nhảy lên em xem cho coi. Ui. Trời ơi mọi người ơi, mọi người coi kìa. Ui, sao bên đây nhiều Enderman quá vậy mà mấy con này nó to vãi nồi các bạn ơi. Ui anh, tính ra là mấy con trong Minecraft nhìn nó còn nhỏ, còn con này sao mà nó to dữ anh. Con này trông giống con Titan chứ con Enderman gì nữa. Con này con Titan chứ con Enderman gì trời. Ok rồi, để em mở cửa nha, Ok. Trời rồi. Rồi bây giờ đếm 1 2 3 mình chạy qua nha. Ok, 1 2 3, chạy qua. Yo. Ok. Qua đây. Ui, dịch đang solo. Ui, dịch đang solo. Ôi, quýnh đâu lắm hả? Ôi, mấy con này nó to như cây cục điện vậy anh. Ôi là trời. Con này tay nó dài, nó tát cho cái là chết năm thằng á. Ừ, nãy nó mới quýnh em chết. Ui, nó quýnh em. Mày ơi. Ui, anh ơi, bọn nó đang dí em nè anh ơi. Quýnh mà nói với anh. Mày hả mày? Ok, còn hai con thôi. Mày hả mày? Rồi. Rồi. Ok, em lượm được 1 viên kim cương nè. Mọi người có lượm được viên nào không? Ủa có hả? Ok, đây. Ui, nhiều vậy. Ok có rồi nè. Ui, 5 viên luôn, nhiều vậy. Ok. Nhiều kim cương quá mọi người ơi, quá trời kim cương luôn. Rồi, để xem coi màn tiếp theo là gì nha. Ok, để em chế cần gạt nè. Chế ra. Rồi ok. Rồi, mọi người đã sẵn sàng tiếp tục qua cái màn cuối cùng chưa nào? Ok. Vô. Ôi mà khoan, để em xem coi màn cuối cùng là gì đã, em nhảy qua xem. Ui. Thấy cái đầu của người là biết mệt rồi đó. Anh ơi, dịch ơi. Sao bên đây quá trời anh da đen đang đứng nhảy luôn vậy? Ở bên đây cũng có anh da đen nè. Gì? Anh da đen chính là trùm cuối của bộ quái vật Minecraft.
Thì đúng rồi, cái này chính là nhà tù anh Da Đen mà, cho nên là anh Da Đen phải là chùm cuối chứ. Nhưng mà sao ông đứng đây ông nhìn anh em mình nãy giờ là ông không làm gì bọn mình hết vậy? Anh ngửi thấy cái mùi gì á Phong ơi? Gì anh? Mùi gì? Ông đang hai cái nách ra hôi quá. Hôi nách quá. Trời ơi ông Da Đen hôi nách quá bạn ơi. Ok rồi, mở cửa nè. Rồi, Dịch anh vô trước đi. Anh là người lớn rồi, anh Xương Phong trước đi. Không được, tao không muốn bị lừa nữa đâu, cho đi. Ok. Mở khoan. Đi. Ui, ai da, ông quýnh em nè. Ui trời. Ui anh Da Đen siêu to khổng lồ quá bạn ơi. Trời ơi. Ui ông lại quýnh em nữa nè. Mỗi người một con, mỗi người một con, quýnh em mọi người. Mày thôi. Anh Da Đen hả? Ơ vậy đây, em để ý là trong đám anh Da Đen này có một ông là chùm cuối nè anh. Anh coi nè, cái ông mà đeo cái băng ron này là chùm cuối á. Ủa à, okay. ông chùm cuối á. Chứ mấy người kia trước chứ ông sao? Bây giờ nè, mỗi người một con, quýnh đi anh em, mỗi người một con, cứ thế mà quýnh. Mày anh Da Đen hả? Anh Da Đen thích khiên hòm đúng không? Trời ơi, nhưng mà lần này là tôi sẽ giết ông luôn chứ không để cho ông khiên hòm ở đâu. Này ơi, thấy mà anh cứ thấy có cái gì nó sai sai á. Chết nè, ok. Gì sai anh? Nếu mà anh cứ đứng nhìn vào anh Da Đen à, sao anh chém thẳng là gì thì anh đang chém vào chỗ nào ta? Chém vô chân chứ chém vào chỗ nào? Tào lao. Okay. Chân. Chém vô chân. Ok, chém vô chân anh Da Đen là được rồi. Này chém nè. Ui. Này thì ủa cái ông này mạnh quá anh. Anh ơi, cái ông chùm cuối này mới là mạnh nè anh, qua đây phụ em. Ok. Ôi rồi xong, giết luôn rồi. Ok, rồi. Ui. Bên kia giết luôn hả? Ồ, quá trời kim cương, 5 khối kim cương luôn rồi. Xem được nhiêu? 1 khối kim cương. Ui. 14 khối kim cương luôn, kinh vậy, nhiều vậy. Trời ơi, ghê. Ơ mà khoan. Tính ra là chỉ có mấy ông Da Đen kia là chùm cuối thôi, còn mấy ông này là chỉ biết đứng đây nhảy thôi hả? Hình như mấy ông vô hại anh ơi. Hình đại diện rồi. À vô hại. Ok rồi, thôi mình đập cửa mình chạy ra ngoài anh. Đập cửa chạy ra ngoài nhanh lên. Mệt lên. Quá rồi. Mệt quá, trời ơi. Cái map gì đâu mà nó mệt gì đâu trời. Để em phụ mọi người. Ok đập ra. Sao cái team này thông minh vậy? Mỗi thằng đập luôn. Ok. Đó chính là cá môi. Ờ cá môi đập nhanh nhất. Ok rồi. Chúa ra. Rồi. Trời ơi, mệt quá. Ok anh em ơi. Thì hôm nay Hero Team bọn mình đã vượt được khỏi cái ngục tù của anh Da Đen khiên hờ mấy bạn ơi. Trời ơi, cái ngục tù gì đâu mà quái vật không à. Không thấy gì khác ngoài quái vật hết á. Nào là Creepy nè, nào là gọi là con gì không, người ta gọi là Creeper mới đúng chứ. Nào là Creeper nè, Zombie nè, rồi Enderman, sau đó là người xương, quá trời quái vật luôn anh em ơi. Ôi, đúng rồi ha. Tính ra là cái map này là map của anh Da Đen thì tất nhiên mấy ổng phải cho nhiều quái vật vô để bọn mình có gì bọn mình chết rồi mấy ổng còn khiên hờ mấy ổng kiếm tiền chứ. Hợp lý không? Ok. Rồi, bây giờ mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã dài rồi thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè và nhớ mình đắp subscribe đăng kiếm hội cho kênh YouTube của mình nha anh em. Và anh em cũng đừng quên là hãy qua lên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng kiếm hội cho mọi người nữa nha. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye, yêu anh em phải nồi.